Dạ con thưa thầy, con xin hỏi là gần đây trên trang Facebook có một ca sĩ nổi tiếng có nói về thầy Minh Tuệ là một tu sĩ không theo chánh đạo. Vậy thì có người cũng đồng tình ý kiến, cũng có người là phản đối gay gắt, thì chúng con nên là nghe theo bên nào ạ? Không có nghe theo, không nghe theo bên nào hết, mà chỉ có nghe theo Đức Phật thôi. Bởi vì Đức Phật là con người giác ngộ, Đức Phật là con người giàu trí tuệ, giàu tình thương. Mình theo Đức Phật để mình tập giác ngộ, mình theo Đức Phật để mình nuôi lớn tình thương, mình theo Đức Phật để mình khai mở được trí tuệ của mình. Chứ còn người ta đang cãi nhau mà con theo người ta làm chi? Theo người ta để cãi nhau à? Thưa đại chúng, hôm bữa con có nói một lần về vấn đề của nhà sư Minh Tuệ. Tại sao chúng ta lại chửi nhà sư? Tại sao chúng ta nói nhà sư không tu theo chánh đạo? Nhà sư có làm gì sai không? Có gì, có phạm giới luật không? Có làm gì trái pháp luật không? Không. Nhà sư ôm bình bát đi khất thực, đi du hóa, đi kết duyên với mọi người, rày đây mai đó, đó là hạnh đầu đà. Chúng ta nên tán thán ca ngợi. Chúng ta là ai mà để nói nhà sư không theo chánh đạo, nói là nhà sư tà đạo. Với cả những người họ không làm gì hết, họ không có đóng góp cho cuộc sống này, họ không cống hiến cho gia đình, cho xã hội, họ chỉ sống cho bản thân họ thôi, ý là họ có sự ích kỷ đó. Chúng ta cũng không được lên án, chúng ta cũng không được chê bai người ta. Vì cuộc sống của người ta biết, cuộc sống của mình biết. Tại sao mình bỏ cuộc sống của mình mà mình chạy theo, mình quan tâm cuộc sống của người ta, để rồi mình lên án, mình phê bình, để rồi mình để cho mình có những cái nhận định, có những cái đánh giá nó không nên như thế. Con thưa với đại chúng, trong cái hạnh đầu đà đó là hạnh của y phấn tảo, hạnh của ba y, hạnh là đi khất thực, hạnh khất thực theo thứ tự, và hạnh là nhất tọa thực, hạnh ăn trong bình bát, và cái hạnh không có nhận thức ăn dư, tức là ăn là ăn hết thức ăn thôi, và nhận đủ thức ăn, ăn hết chứ không để thức ăn thừa lại. Hạnh ngủ ở ngoài trời, hạnh ngủ ở gốc cây, hạnh ngủ ở trong rừng, hạnh ngủ ở tất cả mọi nơi, và hạnh không bao giờ nằm. Đó là cái hạnh của đầu đà. Và nhà sư Minh Tuệ á, sư đi khất thực và một ngày ăn một bữa, không nhận thức ăn nhiều, đã ăn rồi thì không nhận nữa, thì ngủ gốc cây, ngủ ngoài trời, không nằm mà ngồi. Thì thưa với đại chúng, đó là sư đang thực hành cái hạnh đầu đà. Đời nay hiếm có người được như vậy lắm, hiếm có người được như vậy. Cho nên với những vị như thế, ta nên kính trọng, ta nên kính trọng. Phải thấy mình không làm được, nhà sư làm được, mình không làm được. Nhà sư thực hành được cái hạnh đầu đà, mình không thực hành được. Mình phải kính trọng, mình phải tán thán, mình phải ca ngợi, chứ không phải là chê. Con không thể ngồi ở trong mát, con không thể một ngày ăn nhiều bữa, con không thể là người ăn cao lương mỹ vị, con không thể là một người mà trong tủ của con rất nhiều những bộ quần áo có giá trị, rất nhiều những đồ hiệu con xài. Con là người đang thọ hưởng về những điều đó, mà con lại cho con là chánh đạo, con lại
phê bình một người khất thực, một người hạnh y phóng tảo, một người nhận ba y một ngày, một người đi khất thực để ăn, một ngày ăn một lần, ngủ ở gốc cây, ngủ trong rừng, ngủ ngoài trời, ngủ ngồi, con không có cái hạnh gì tốt lành hết, tại sao con lại chê? Và nếu như mà một người thực hành hạnh đầu đà như thế mà chê không phải chánh đạo, thì chúng ta ở đây chánh đạo nổi không? Chúng ta ngày ăn mấy bữa, quần áo mặc đủ màu sắc hết. Có nhiều chị em đó, mỗi lần đi đám cưới là phải một cái đầm, và không bao giờ mặc lại cái đầm đó lần thứ hai đi đám cưới. Có khi ở trong cái chỗ mà cái kệ để giày dép đó, 5, 7, 8, 10 đôi giày dép. Ấy vậy mà đi chê người đi chân không, chê người ba y, chê cái gì? Không chê được. Mà hơn nữa, khi hồi nãy Minh Thiện nói là chúng ta theo Phật, không có theo phe nào hết á, không theo phe nào hết, ta theo Phật. Theo Phật có nghĩa là theo đấng giác ngộ, chúng ta có trí tuệ để chúng ta nhìn nhận được tất cả những sự việc, chứ không phải chúng ta nghe bên này nói cái này nói có lý, chắc cái này đúng, rồi cái mai mốt nghe một người khác nói cái nói này nó nói hay hơn, có lý hơn, nó cái này nó đúng. Chúng ta ba phải vừa thôi, đừng có ba phải nhiều như thế. Chính vì vậy mà ở đây con thưa với đại chúng, với con trong cái nhìn và cái thấy của con, nhà sư Minh Tuệ là bậc đáng kính, là bậc đáng kính. Còn ai muốn phê bình, ai muốn nói như thế nào là chuyện của mọi người. Mọi người có quyền nhìn nhận. Và con thì cũng không phải vì con thấy nhà sư đáng kính rồi con sẽ chống đối lại những người mà không có thiện cảm với nhà sư. Con có cái thấy của con, và con cũng không phải vì cái thấy của con đó mà con bắt mọi người phải thấy như con. Con cũng không bao giờ có ý định chống đối hay là có ý định thù nghịch lại với những người thấy ngược lại với con. Nghĩa là thưa với đại chúng, tất cả chúng ta có quyền để nhìn thấy, có quyền để nhìn nhận và có quyền để đánh giá. Ai cũng có cái quyền đó hết. Cho nên chúng ta không được bắt buộc người khác phải theo mình, và chúng ta cũng đừng bỏ quên mình mà phải mãi chạy theo người khác. A Di Đà Phật. Và cũng nhắc luôn các đệ tử ở Đức Hòa, nhắc luôn các đệ tử ở Đức Hòa, đối với những người mà mình tiếp xúc với họ ở trong cuộc sống, ở nơi chốn làm việc, họ không ưa mình cũng không được thù ghét người ta. Nhớ như vậy. Hà hữu chi là những bậc có giới đức, là những bậc có hạnh tu, thì lúc nào cũng phải kính trọng, lúc nào cũng phải tán thán các đệ tử của Đức Hòa. Nhớ như vậy nha.